Đúng rồi, thì mình giũa cho nó tròn lại để mình gắn móng cho nó dễ đó mà. Không. Cái này là mình giũa sơ thôi ha, không có cần phải theo cái hình dáng gì hết, miễn cho nó tròn hai bên khỏe là. Bây giờ mình cái khâu đầu tiên khi mình làm một cái bộ full set, mình làm cái gì? Đúng rồi, chạy mình à, chạy nhám. Khách không không có muốn chạy nhám thì sao? Nói khách nếu mà không muốn chạy nhám sẽ bị clip, sẽ bị clip. Nhưng mà có nhiều người khách mà không muốn chạy nhám á, mấy cái này bớt phần cho nó nhám lên. Khách nó không chịu cho mình cắt bóng. Chỉ cho cắt bóng thì thôi, đắp overlay, còn không chịu thì thôi đứng lên người khác làm. Cho đó, nhưng mà thôi mình làm thì chính thống mà, mình quốc đi ha. Chạy nhám không cần phải luồn sát cho dâu. Lát hồi á mình phải dùng cái đầu dũa kia mình len nó vô. Cái nhám nó là đầu medium hay cốt à, đầu medium medium. Cho đi anh chị em nha. Okay. Đức Quốc Bành hello, chào em. Khỏe không em? Ok. Sau khi mình chạy xong, mình dùng cái đầu dũa này. Không có bỏ vô cho anh chị em mỗi người cái hết nha. Và cái phần này ngày hôm qua đã làm rồi, Phong làm lại để cho những người mới hôm nay họ tới họ coi ha. Bây giờ chạy thì cái đầu dũa này đó ha, nó chạy rất là sạch cái khóe và nó không có đau làm cho khách đau tay. Mình chạy lên trên đây nè ha, không có làm cho khách chảy máu đau tay ha. Nói thì nói thế thôi chứ dũa mình cũng phải nương nương nha, chứ không phải là mình dí vô mình dũa ha. Những cái da nó lên rồi thấy chưa? Thì cái khâu này tại sao mình phải làm cái khâu này? Biết tại sao không? Cho khỏi dính. Đúng rồi, cái chạy cái khâu này để làm chi? Để cho mình tạo cái khóe cho nó có một cái độ tròn trước, để mình đặt cục bột vô. Mình đặt cục bột vô nó theo cái phao cây, theo cái khóe tay của khách, nó tràn vô nó đều cái bột luôn. Đó là lý do tại sao mà thả một cục bột lên mà nó tròn nè, là cái khâu này nè. Là cái khâu này nó dọn đường tới cái khâu đắp bột ha. Lúc mình khui là mình làm clean cầu này xong rồi mình dọn móng lên, mình clean móng ở dưới lên. Đúng rồi, mình clean móng ở dưới ngay giờ cũng được ha. Rồi sau khi mình làm xong, sau khi mình làm xong cái khâu này, mình tới cái khâu nào? Ủa. Gắn móng. Ok, bây giờ là đây là một cái tiếp keo ha. Coi kỹ nè. Thấy cái số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bồi đầm già xì heo. Ok. Giờ mình gắn móng tập trung nha. Gắn móng nhớ nha, không có phải là cứ đo móng lên rồi bắt đầu nhỏ keo vô rồi bắt đầu gắn móng vô, nó rất là lâu. Mình muốn gắn nó nhanh á, thả một giọt keo ngay giữa. Bắt đầu mình chụp móng. Cái này là tầm khoảng móng số 9. Số 9 hoặc số 10, số 9 là vừa. Mà khi mình gắn móng vô, mình phải nhìn cái xung quanh ngay đây. Nhìn cái xung quanh ngay đây để làm chi? Để mình nhìn cái này để mà mình
đo so sánh với cái bên đây để mình gắn vô để cho nó đều cái móng bên đây và nó phải thẳng ha. Cái này thì tầm khoảng móng số 6. Cái này nó bự hơn cái này cái gì? Mà cái này số 6 thì cái này số 5. Mà cái này bự hơn cái này. Cái này nó bằng cái này, mà cái này số 6 thì cái này số 6. Đó là mình cái đầu mình nó phải nhanh nhạy và có cái mình làm riết nó quen ha. Kê vô. Và khi mình kê cái móng vô nè. Coi là gãy lại nè. Đây là cái móng đi ha. Mình đặt cái móng á. Mình ốp nó vô ha. Mình ốp nó vô. Chứ không phải mình từ trên đây mình đổ xuống ha. Mình gắn móng phải cho nó na chỗ chứ không phải mình đắp mà mình gắn móng mà nứt hang lên thiên đường nha. Nhiều người gắn móng xong á, đặt cái móng như này, cái móng nó giỏng bên lên nè, đi thẳng lên trên trời luôn ha. Đó thì mình phải chú ý cái chuyện đó. Cái móng này số mấy? Chính xác. Chích keo vô. Rồi, sau khi mình gắn móng xong, đây cái khâu cắt móng. Ngón út lúc nào cũng phải cắt dài hơn những ngón khác, tại vì bản chất của cái ngón út, cái nail bed của nó ngắn hơn. Tuy là cái chỗ này nó bằng, nhưng mà cái nail bed nó ngắn hơn thì nó sẽ dẫn tới tình trạng ngón út nó sẽ bị ngắn hơn mấy ngón kia. Không, gắn móng chuẩn á, muốn canh móng chuẩn á, để thí dụ mình đắp móng dài đi ha. Đây đi, đo qua đây, cuticle chứ cuticle, mình đoán được cái size của nó, mình cắt ở trên đây, đó là bằng nhau ha. Cái này nó hơi khó tại vì nó dài, mình co cái móng lên, nhưng mà qua tới bên đây là nó dễ rồi nè, ha. Đó thì mình đo móng mình cắt. Cái này thì mình canh theo bên đây mình cắt. Nhớ rồi, sau khi mình cắt móng xong và phải nhớ một điều là một cái móng của mình ngay đây nè, mình cắt á, mình kê cho nó thẳng và mình bấm vô nó cũng phải thẳng luôn nha, chứ không phải là mình kê vô cho nó thẳng đây, mình cắt rồi mình ve quanh đây ha. Nhiều người canh rất là ngày qua nói rồi, hôm nay nói lại, để thẳng lên trên đây, bấm là phải thẳng luôn, chứ phải canh thì canh thẳng, bóp vô là ve qua nó méo cái móng ha, tốn thời gian giũa nữa. Đến một cái thứ hai nữa, mình gắn cắt bằng những cái này nè, cắt móng dùng cái ngón cái này giữ lại để cho nó gom móng cho nó dễ, cắt xong móng nằm ngay đây gom cái dụng rác là xong, chứ phải đi lượm từng ngón nữa. Ok rồi, bây giờ Phong sẽ làm cái này là cái móng coffin. Cắt móng cắt sao cho nó đúng. Kéo này của ai nè, cắt này không biết, nó phải kéo của mình rồi. Này của ai, mượn nhà của ai này. Cắt cái móng kê vô mình cắt, chú ý cái đầu kéo này mình phải để cho nó ở ngoài nè, mình đặt như vậy nè, để cho nó ở ngoài, để chi biết không, để cho cái đầu kéo này nó không sọt đi trong tay của người ta. Wow. Và cắt ở bên đây, cắt ở bên đây thì mình để ngay đây, mình để hờ ra ngoài thôi nè, thấy cái mũi kéo không, nó còn cắt cái bên trong một khúc để che chắn cái này nó sọt vô tay cắt. Và nhớ cắt móng không có cắt sâu vô, mà cắt một chút xíu thôi, để chi biết không, để mình dũa vô, tại vì nếu như mà mình cắt bự, mình cắt nhiều quá cái móng này nó top lại luôn, đâm ra mình không có cứu được ha. Thì khi mà mình cắt như vậy, mình dũa vô, từ mình dũa vô, cái này bén lắm, cái này chảy máu lắm. Ok
Ok, dũa nè. Coi cái cách Phong đặt cái cây dũa nè. Không có đặt thẳng như vậy. Phải đặt như vậy để làm chi biết không? Để biết được cái xếp mình bắt ra từ đâu và không có bị lẹm móng. Nhớ nha, cái thao tác này là vô cùng quan trọng và ai cũng mắc phải khi mà mới làm. Không? Để cái cây dũa như vậy. À, nghiêng như vậy. Thì nghiêng như vậy cái công dụng của nó là gì? Cái thịt của khách hàng nè. Nó giữ lại cái dũa. Không? Thì cái dũa này nó sẽ không sấn vô sâu thêm được nữa. Nhưng mà đặt cái dây nè, thịt nó đâu có cản lại được. Thì cái xếp của mình nó sẽ ăn vô tuốt trong đây luôn. Mình dũa xong bên này nó mất bột, sạch mách bột luôn. Và cái móng của mình nó không đều. Cái thứ hai nữa, để mình canh một cái cá phần đó, mình canh từ bên đây và bên đây. Không, mình canh bên đây và bên đây. Mà hai bên này á, mình để như vậy nè. Làm sao mình biết được cái xếp của mình nó bắt ra từ đâu mà hai bên canh cho nó đều. Thì cái cách dễ dàng nhất và để cho nó tự canh với nhau là canh theo cái tay của khách hàng. Để đây nó đứng chỗ nào lấy xếp ra ở chỗ đó. Thì khi mà mình để cái tay, cái cây dũa ngay chỗ này, có phải là cái xếp của mình nó bắt đầu từ đâu? Ngay cái chỗ này, ngay chỗ cây dũa nó dừng lại, bắt ra, đưa qua bên đây, cũng ngay chính cái chỗ mà cái cây dũa này nó dừng lại. Thấy không? Ngay đây, bắt ra. Là cái cách canh coffin chuẩn nhất theo từng cái tay. Nhớ nha, không có canh coffin. Mình để một cái cây dũa ở đây nè, biết chỗ nào điểm dừng đâu, đâu là bên bờ không? Không, mình để bên đây cũng vậy, đâu có biết được. Cái cây dũa này mình để thẳng chỉ khi nào mình dũa xếp và mình ôm cái xếp vô thôi. Và khi mà mình ôm cái xếp vô có nghĩa là mình dũa bột kép trên cái mặt móng, không có dũa ở cái cạnh móng. Dũa cạnh móng chỉ được dũa như vậy thôi. Khi nào mình ôm cái xếp mình mới ôm cái xếp lên ha. Ôm cái xếp lên, đó, rồi. Anh chị em Phong có để một cái, có một cái giấy và một cái viết ở trong cái học trò của anh chị em á, những cái này phải ghi lại hết nha, chứ về nhà cái là quên sạch á, không thấy ai cầm cái đó hết. Những cái tài liệu mà mình ghi chép lại bây giờ nó về nhà nó rất là quý anh. Khi mà mình làm khách á, mình cài xảy ra sự cố, cái đó là cái cẩm nang nó hét cho mình á. Ai có điện thoại thì bấm bằng ghi bằng điện thoại, ai không có điện thoại thì ghi bằng giấy. Ok. Rồi sau cái xếp coffin này thì đây là cái xếp khó nè. Cái xếp khó hơn cái xếp coffin chút xíu. Xếp almond hồi nãy mình cắt như vậy. Bây giờ mình cắt cái móng almond á, mình phải thụt vô chút xíu ngay trong đây nữa cho cái đầu nó nhỏ. Nhớ cái đầu kéo để ở ngoài đây, chứ không phải để ngay đây chích vô nha. Không, cái này chích vô cái là có cái canh ăn cái. Bấm nó vô. Bên này bấm nó vô. Thấy không? Thấy nó tóp cái móng lại không? Bây giờ mình sẽ dũa móng cốc mình nè. Almond. Thấy chưa? Cái này mình dũa, mình canh cho nó đều đẹp luôn. Để chi biết không? Mình lát hồi mình đắp bột á, nó ra nó sẽ đều luôn ha. Mình đắp bột xong á, tại vì khi mà mình dũa móng này nó đẹp rồi, mình cứ canh theo cái móng mà mình đắp thôi. Thì khi mà mình đã đắp móng mà nó đẹp rồi thì lát hồi mình dũa nó cũng rất là nhẹ nhàng và nó nhanh ra xếp ha. Đó, rồi cái móng này là cái móng dễ nè. Hồi nãy cái móng almond nó xịt vô chút xíu thì cái móng nhọn này là nó cắt cho nó thành hình nhỏ quắt luôn, hình tam giác luôn. Canh ngay ở giữa cái đầu móng ngay đây nè. Ngay đây là đó, cái đường ngay đây ở giữa nè, mình kê cái cây kéo vô. Mình bập nó một cái.
kê cái kéo vô. Không, kê cái kéo này, lúc này kê cái kéo vô sát vô để cho nó ra cái mũi nhọn nè, không? Bập nó một cái là nó ra cái shape, không? Slider. Slider đó, một shape nhọn á. Đó, rồi sau khi xếp nhọn xong thì qua cái xếp này là cái xếp vuông. Xếp vuông thì không chắc gì hết ha. Xếp vuông thì mình chỉ dũa cho nó thẳng cái móng thôi, nhớ nha, để cái dũa nè, thấy không, thấy Phong kéo không, cái đường dũa của Phong nè, lên xuống là một đường một thôi, chứ không phải lên đường này xuống đường khác, thấy không? Sáng đi hướng tây, chiều về hướng bắc, không, đi hướng nào về hướng đó, đi south thì về north, đi east thì về west, ok. Và cầm cái cây dũa đó, đừng bao giờ cầm cái cây dũa như vậy ha, không phải đi quýnh nhau, ok, mình cầm cây dũa mình phải để vậy nè, để chi cho nó dễ viễn chuyển cái cây dũa của mình. Không? Mình lia, mình phải cho nó viễn chuyển như vậy, nhưng mà cái cách cầm này nó rất là chắc. Em giúp cái cây dũa của anh ra mạnh lên, giúp đâu có ra đâu, thấy chưa, nhưng mà vẫn có độ, không, làm sao mà ra được. Ôi trời ơi, nó chọc đó, chết. Không, con dùng mắt lên đi mày. Ok, you ok. Rất là có cái cảnh nữa. Chỉ lấy cái đấy bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Rồi nè, nhớ nè, coi lại nè, cầm cái cây dũa như vậy, không, thực sự mà nói ra cũng chả có ai mà đang dũa gì giúp cái cây dũa của mình ra đâu, không ha? Nhưng mà mình cầm, mình tuy là mình để cái cây dũa là mình để cái cây dũa này của mình nó mọc, nó uyển chuyển, nhưng mà nó phải có một cái độ vững chắc, chứ không phải dũa uyển chuyển, không phải vậy, cũng phải dũa dày. Dũa dày thì lấy đâu cái sự uyển chuyển nữa, ha, dũa nè, cái cách cầm dũa, ha, giật rất là, nó rất là vững chắc mà nó rất là uyển chuyển, đó. À, qua bên đây cái sếp này nè, có phần lại thêm món đi ha, tại vì sếp có phần hay gặp nè, cắt nè, ha, cây kéo nè, để cái mũi kéo ở bên ngoài, ha, thấy cái mũi kéo nè, thấy cái mũi kéo ngay đây không? Nó ở bên ngoài, đáng chi biết không? Đừng có sỏi trong cái da tay cắt, ha, bấm cái, qua bên đây. Bấm cái. Thấy chưa? Để bắt đầu dũa. Tẩy phẩy ha. Tẩy phẩy mấy người. À. Rồi, xong. Cái móng cái này, cái đụng này nè, thì nó bằng với cái móng út không? Không thể nào bằng được, tại vì biết sao, bản chất cái móng cái neo bét này nó bự hơn cái ngón út rồi. Không? Ba cái ngón này có thể bằng với nhau. Ok. Còn cái này nó, ngón út này nó nhỏ xíu rồi. Muốn mà nó bằng á thì tất cả các móng phải dụ nhỏ xíu lại như ngón út. Ha? Ba ngón này bằng nhau, còn cái ngón này nó bản chất nó nhỏ thì mình dũa, đúng rồi. Cái này thì mình phải canh nó khác chứ nó không có được, nó không có bằng. Mình cái đầu này cũng có thể bằng với những cái đầu này. Nhưng mà cái ngón út không thể nào bằng cái ngón cái được. Hai ngón này một cái nhỏ xíu, cái một thằng em út, thằng đại ca. Sao mà bằng nhau được, sao bằng vai phải phế được. Ok. Rồi sau khi mình dũa xong